Xin chào quý chú bác mình, quý anh chị em bạn bè gần xa, bên miền Bắc Trung Nam nha. Hôm nay ngày 23 tháng 2, em lên cho quý chú bác video bao gồm 34 mã hàng. Nói chung video hôm qua em lên hàng đẹp đẹp không à, 32 mã hàng, bán còn có leo que dài mã à. Anh em mua quá nhiều. Hôm nay tiếp tục cũng vậy, cũng lựa ưu ái lựa cho anh em mình hàng đẹp 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 không ha. Đó thì hàng giá rất là bình dân. Quý chú bác mình nó mua hàng thì vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại hoặc Zalo là 0919192055, em tin nghiệp. Phí ship thì 30.000 trên một đơn, hai đơn sẽ bao ship anh em. Tất cả đều hàng ship nhanh cho anh em luôn, không phải ship chậm nha, ship nhanh, tất cả đóng mút xốp, chống sốc, chống va đập, bỏ giống nước, cẩn thận cho anh em mình, ship tận tay, kiểm tra ok thanh toán trả tiền, thiếu bao nhiêu bên em sẽ bù vô, đó là phần đó anh em. Rồi, quả đầu tiên gửi cho anh em, đây là cần Heichi, một cái cần Heichi cần rút cho trong nha anh em, bắt máy Fuji, fan Fuji hàng carbon nha, cứng 32m1, khắc in Korea nè. Thì cái này nguyên bản chỉ có một cái là nó có dòng sứ chỗ này anh em, nó rớt mất rồi, có dòng sứ trên ngọn thì còn nha. Thì anh em là về mình độ chế cái khoen vô này được, mình độ không có thì mình lên khoen mình đánh. Rồi, cái cây này mã số 1 bán anh em mình giá là 200.000 như nè. Cân nặng của mình là 118g, ngọn của mình là 22, số 1 200.000. Mã số 2 lên cho anh em mình, đây là cái phôi cần sút lở như nè, 36 cứng khoảng 20. Đó, cây này hàng made in Korea, hãng của Benta Fishing nha, tháo hết khoen cho anh em mình rồi. Về mình hạ tay mình đánh thôi. Nè, anh em à, cái lốc ngọn này vẫn là lốc zin của nó nè anh em. Em rút ra như nó hơi bị kênh kênh chỗ này nè. Hình như cái dưới này nó có cái rác cái gì như này á, về anh em mình. Để em mở nó một chút coi đi. Em rút ra mà rút ra không được hết. Không biết dưới góc nó bị kênh kênh cái gì nó dính rác nè. Cái ngọn nó vẫn vậy nè anh em, vẫn là ngọn zin của nó nè. Thấy không? Nó không có gãy, nó không có chóp vá gì hết. Nhưng mà rút ra là nó không có được. Nó không ra thẳng hết cần đó anh em. Nó còn dính dính gì ở trong á. Cái lông hai nên có dính gì không? Nó kiểu như vậy nha anh em nè. Về mình coi mình cút đảm bảo nên là lóng zin vô zin, không thay cái nào hết nha. 36 kênh cứng 20 thì nói chung là 20 có cần súp nha anh em. Rất cứng nha. Và anh em mình nhấp ếch được luôn á, là nhấp dịch được luôn là anh em biết rồi. Rồi cây này cân nặng của mình là 149g, ngọn 2,5 ly. Cây này mã số 2 bán anh em bằng 300. Tiếp tục mã số 3 lên cho anh em cái lua máy đứng, hàng carbon nha anh em. Cây này hàng made in China nha, sản xuất Trung Quốc xuất Nhật. Nó còn có bọc, có bọc màng co cho cái cán mút chưa lột nha anh em. Bắt máy hãng, khoen hãng nha, có sẵn hai da nè, 9 feet là 2m7. Rồi, chỉ vậy thôi, còn thông số lua, thông số tải mồi không thấy. Cần mình thì đây, có chạy xước 2m7 nha, cây này tầm bằng M nè. Cái đầu bu nè, đầu bu nó bị ruột cái này vô này về, mình coi mình xử lý lại như nè, mình coi mình gãi này vô lại. Rồi, thì cây này size tầm khoảng M, 2m7 luôn máy đứng nha nè. Carbon, China xuất Nhật, cân nặng của mình đúng 200g. Cái ngọn của mình là 2,5 ly, cây này mã số 3, bán này mình giá cũng 300.000 anh em. Tiếp là cái này mình cây này, cái lua này full túi luôn nè, thông số chi tiết cho anh em mình luôn. Cây này dài 1m8 ở 5,6, dài 1m68, size UL nha anh em, UL dài 1m68. Nó lua được từ 1/16 đến 1/4 OZ, nó khoảng 7g thôi nè, 1-7g thôi nha, 2-7g, đại cá từ 4-10 là bao. Đó. Cái cần cũng rất là đẹp anh em. Mới tin. Đúng rồi, mới tin anh em, cái lua mới đứng UL. Rồi mới tin luôn, bộ khoen vàng gold luôn. Mà không phải fan Fuji đâu nha anh em. Cây này fan hãng nha, mà đẹp lắm, mới tin nè. Cây này bán 500 anh em cũng mua chứ đừng nói chỉ 300. Rồi, bán cho anh em mình giá 300 thì mã số 4 nha. Cây mà đẹp khoen như thế này, UL này, 500 cũng mua nữa. Nhưng mà không có đâu nha anh em ơi. Mua hàng bên chỗ nào không biết, chứ mua hàng bên em thì giá thì em rất là thẳng tính. Giá không có bớt hai đồng nào hết. Không bớt cũng không bao ship nữa. Anh em cứ thấy mình xem video, ưng cái nào mình chốt cái đó thôi, khỏi mặc cả gì chứ em cũng không bớt đâu. Đó. Ha, còn giá cả thì anh em mình cứ từ từ hiểu thôi. 300. Nên anh em mua hàng bên em lẻ lắm. Em lên video là chốt sẹt sẹt sẹt, khỏi phải đợi ngã giá hoặc là tim bớt cũng có. Không có anh em, không đồng nào hết. Rồi, tiếp lên cho anh em mình cây này. Cây này thu gọn 80cm nè. Cây này hàng của Daiwa. Có dính băng keo, dính dơ nè. Cây Daiwa nha. Bắt máy Fuji nè. Cây này cứng 20, 2m7. Cái cây này nó kiểu như là mấy cần quýnh chép vậy nè. Kiểu cần quýnh chép ngắn ngắn vậy. 20, 2m7. Kiểu súp lở nhưng mà nó mềm mềm, súp lở nè, nó kiểu như ISO phan lớn vậy, lớn kiểu vậy nha. Thì anh em mua cái này quýt, bởi vì cây này về quýnh mè, quýnh chép là ok nè. Đó, hoặc là anh em muốn lua cũng được, mà lua kiểu lua mồi giả nha, cây này không quýnh lua mồi sống không lua được nha anh em. Phan của mình thì phan Fuji nhưng mà nó đổ nha anh em. Hai cái phan chạy là nó thay hai cái phan xích vô nè. Cái phan nguyên bản là phan đá xám đầu bu nè. Nói chung cây này là phan không nguyên bản nha anh em, đuổi giùm em, nhưng mà vẫn câu bình thường. Phôi thì phôi nguyên bản. Đó. Phôi nè, vẫn là phôi đeo qua nguyên bản của nó. Không có thay thế, không gì hết, chỉ có khoen là không nguyên bản thôi nha. Cứng 20, 2m7.
cân nặng của mình là 88g, ngọn của mình là 1D7, cây này mã số 5, 400.000. Tiếp lên cho mình cây này cái Ikeda nha nè. Ikeda hàng carbon nha. Nè, super concept là dài 1m8 nha. Mấy cái này là dính dơ nè, mấy vết dơ về nên mình chùi ra hết. Khoen Fuji nha nè, dài 1m8 Ikeda rút nha. Cây này nó bị mất hai cái khoen nè. Kéo làm sao nó mất đây một cái khoen nè. Về anh em mình tự bẻ cho chị đó hoặc kiếm cái khoen khác mình thay vô. Hai cái khoen rồi, còn mấy cái ngọn là nguyên anh em. Cây này nguyên bản chưa gãy ngọn nữa nè, dài 1m8, Ikeda carbon nha. Cây này mã số 6, bán anh em mình 400.000 nha. Tiếp lên cho mình cây này, cây này là cây cần tay lóng ngắn nha anh em. Một cây cần tay lóng ngắn. Một cây super carbon nè, cũng cái gốc to nè, vuốt xuống cán tròn tròn giống gậy bóng chày nè, tem vàng nội địa nha anh em. Dài 4,5m, cây này tầm khoảng 3h nha, 3h 4,5m. Carbon sóng nha, sóng gân nha anh em. Cũng rất là đẹp nè. Không có gãy, không có sức mẻ gì hết anh em. Không có gãy, không có chấp vá, nó cũng không có sức mẻ gì hết. Phôi có chạy xước còn đẹp lắm. Một cần tay lóng ngắn. Cái ngọn này anh em không phải lai đâu nha, mà nó sơn bạc lên nha. Cái đằng trước nó sơn bạc cho nó câu đêm á nè, cái màu nó cũng màu sáng dạ quang nè, anh em thấy không? Nó dạ quang nè. Nguyên bản nguyên zin hết anh em, 4,5m nha. Cân nặng của mình là 86g, ngọn 0.8. Cái này mã số 7 bán anh em mình giá 400 nha anh em. Tiếp lên như mình cái dây trong hai khúc, cái này hãng Alpha Techco, nó có hai cái băng ron cột dây này nha. Hãng Alpha Techco nó xoắn hai da này nè. Dây trong nha, bắt máy Fuji tem vàng sọc xanh như nói với anh em mình đó. Mấy cây mà có bắt máy sọc xanh giữa nè, Fuji tem vàng sọc xanh giữa nên cứ mua đi. Toàn cần tốt, còn chất lượng hàng tốt, hàng mắc tiền quá nè. Cây này 2m4, hãng Alpha Techco sản xuất Korea nha nè. Thì cây này nó cứng tầm khoảng 60 nè, 60-80 nè. Có những vết băng keo dơ nè, fan Fuji. Nè, nó có một cái rọt lớp keo chỗ này tí. Đó. Rồi còn lại là nguyên bản có dính bụi dính dơ, 2m4 nha, cứng tầm khoảng 60-80, cân nặng của mình đúng 200g. Fan Fuji. Ngọn của mình là 2D8, cây này mã số 8, bán giá 400.000. Và số 8 với 400.000 tiếp tục cho anh em mình cây này 3 khúc nha anh em, cây này hàng carbon mạ chrome nha. Hãng Romarin này, cây này hàng Trung Quốc nha, chính hãng của Trung Quốc sản xuất, xuất thị trường Nhật cho anh em. Hãng Romarin bắt máy Fuji nè. Khoen của mình thì khoen hãng cứng 83m nha, 3 khúc, cây này đẹp lắm. Nè, hãng Romarin. Khoen thì khoen hãng chứ không phải khoen Fuji nha, nhưng mà bắt máy Fuji. Hàng là hàng chính hãng của Trung Quốc xuất Nhật. Có những vết chạy sơ như thế này. Đó, giá thì khỏi phải chê luôn, bao hơn cho anh em mình luôn. Cân nặng của mình là 232g. Cái ngọn của mình là 27, cây này mã số. Mã số 9 bán em mình giá là 400.000 nha anh em. Mã số 9 400 tiếp tục như anh em, cây su biển nha, cây này hàng của Daiko á. Cái bắt máy này là bắt máy Daiko nè, em bán nhiều lắm rồi. Thì cây này không có đẹp như nè, nói chung nó quấn băng keo gì, nó chấp vá gì tùm lum hết trơn, không có gãy nha. Nó quấn nó độ vậy nè, anh em nhìn nè, đó. Quấn chỉ nó độ gì từ lưa dưa hết trơn. Đáng lẽ cây này nguyên bản của nó là nó có một cái lớp da này nè, một cái lớp da lộn này nè, nó phủ tới này luôn nè nè, phủ tới này luôn. Nhưng mà không biết vì lý do này nó cắt lớp da lộn đó. Rồi nó đưa ra cái phần thô carbon đen ra nè, rồi nó quấn tùm lum như nè. Không có gãy không chấp vá nha. Cây này dài 48 rất là cứng. Cây Isu biển nha anh em, Isu biển rất là cứng, nó cứng khoảng 30 có cần đánh lục quá cho anh em biết thì cây này nè. Về cho anh em mình hạ tay anh em quấn biển hoặc là anh em Isu đó kiểu của anh em. Đánh khoen tất cả của mình đều là khoen Fuji nè. Cây này cũng độ khoen là khoen không nguyên bản nha anh em. Và nó hư một cái khoen chỗ này nha. Nên về mình tự xử. Họ rất là cứng nha anh em, cứng lắm, cứng cả 30 cần đến lục vậy đó. Phôi còn mới tinh nè. Phôi Daiko luôn. Đó là tình trạng cây cần mình như thế này. Em lưu ý nha. Anh em mua cái phôi về anh em hạ tay để dành chuyên quấn biển bao lực thì cũng được. Cây này nếu mà anh em hạ tay, anh em đánh cá chắc khoảng tầm 3 kg anh em nhất tỉnh được anh em. Cân nặng của mình đúng 700g. Ngọn của mình á là ngọn 27 28 anh em, cây su biển siêu cho bò luôn. Đây mã số 10. Bán anh em mình giá 500.000 nha. Được cái nắp chụp xịn này nè, nắp chụp của cây Isu biển xịn nè. Đó. Anh em mà đang có cây Isu biển mà thiếu nắp chụp thì anh em mua nha. Nắp chụp Fuji xịn luôn, nắp này anh em mua cũng mấy trăm ngàn anh em. Nắp xịn này nè, nếu anh em mua trực tiếp bên Nhật mấy trăm ngàn, 400-500 ngàn cái nắp này. Chứ không rẻ đâu. Anh em nhớ vô gì cũng mắc hết trơn, mã số 10 nha anh em. Cây này mã số 10 500.000 nha. Tiếp bên mình cái này cây cần tay nha anh em, có bao cần là đầy đủ hết nè. Cây này hàng China sản xuất nha anh em, cũng là cái gốc to nè. Nó thon xuống nè anh em. 4,5m tầm khoảng 4h cứng đều nha anh em. Carbon rod nè, cái super cái này hàng China nha, nó cũng mới tinh nè anh em. Mới tinh mà cái màu xanh lơ lơ này cũng đẹp anh em. Mới tinh luôn á. Nguyên zin nguyên bản luôn á. Chúng dành cho anh em quấn cũng kiểu quấn bạo lực nè. Chỗ này không phải nha, chỗ này nó sờn tí nha, không phải xước nha. Nó sờn nước sơn thôi. 4,5m, 4h. Cân nặng của mình là 160g, ngọn 1,5 nha. Rồi, cây cần tay này mã số 11 bán anh em mình 500.000 nha anh em.
Tiếp tục như mình, cây này thì rút mini nha nè, một cái rút mini hàng carbon thu gọn của mình 40 cm, cây này hàng của Shimano nè, độ cứng 10 và 2m7, made in Korea nha nè, đẹp không, dính bụi dính dơ thôi. Khoen của mình là khoen Fuji đá xám, cây này nó thay đầu buông nha nè, đáng lẽ đầu buông chân đen của nó nguyên bản nhưng mà cái này đầu buông chân trắng là lai nha. Đó, cứng 10 và 2m7 nha nè, carbon sẵn còn rất là đẹp nè, có chạy xước đóng bụi đóng dơ tí xíu thôi. Độ cứng 10 nha, cứng 10 2m7 thu gọn 40 cm thôi. Cây này cân nặng của mình là 145g. Ngọn của mình 1.8 ly, cây này mã số 12, bán em mình 500.000 nha. Tiếp anh em mình cây này, cây súp carbon, một cái súp bét, cây này hàng nội địa Nhật nè. 3m6 độ cứng H nha, H cây này cứng khoảng chừng 27 nha. Cây này hàng nội địa Nhật nha, cây này hơi đỡ cổ một tí. Bắt máy Fuji nè. Thôi mình không có hình dơ có sờ nha anh em nhưng mà không cũ nha. Cái nắp đã bể bạ nó rồi, chỉ lấy đi được cái cọng dây thôi, những cọng dây để thay qua cái khác. Khoen của mình có tất cả khoen Fuji, không lỗi không nứt nha, không hư khoen nào. Nó cái phôi mình nè, nó có những cái sờn sờn nó chạy chạy xước xước sơ sơ thôi nè, nhưng mà tổng thể là cái phôi mình nó còn bóng mới nha, không có cũ nha, cổ nhưng mà không cũ. Mấy cây này phôi chất lượng lắm nè, phôi nó đã hơn mấy cây đời mới và nhiều. Ngọn to nè, ngọn 3 ly, 36 nha, độ cứng khoảng chừng 25-27, cân nặng của mình 290g, mã số 13, bán nem mình 500.000 nha, mã số 13 500.000. Tiếp tục cho nên mình, cây này là cây sút lở nha nè, cây này hàng của Olympic dòng Black Spin, 36 độ H, cây này cứng khoảng chừng 20-25, sút lở nha, tem vàng nội địa nè. Sút lở thì cũng giống như một sút thôi nè, nhưng mà nó dạng là nó quýnh đầu cần hoặc quýnh ngâm lăng xê ha, thì mấy cây này nó nhẹ hơn, nhẹ mấy cây sút kia. Olympic tất cả của mình đều là fan Fuji, cũng không lỗi không có nước nhẹ tí xíu chỗ này rồi, nước khoen nhẹ chứ không phải là nước phôi nha nè, phôi còn rất đẹp nè, có những vết chảy xước lâm tâm đi ti. Rồi, cây này cân nặng của mình là 218g, ngọn của mình là 2 ly 2, cây này mã số 14, bán em mình 600. Tiếp là như em mình nè, anh em nào kiếm một cây ISO đọc 3-4.5 thì cây này nha nè, cây hôm qua mua không kịp để mua cái này. Cây này cũng cây Shimano nè, bắt máy Fuji nè anh em, bắt máy Fuji vặn nha, đọc 3-4.5, hàng made in China, sản xuất Trung Quốc xuất Nhật nha, made in China thì có định vị anh em. Dòng Holiday ISO XT nha, đọc 3-4.5, cây này fan lớn, có đóng bụi nha nè, có những vết hơi vằn vằn là đóng bụi nè. Tất cả của mình đều là fan Fuji. Cây này nó có hư một fan nha anh em, cái fan này thì em thay được nha, cái fan này mình nứt gãy hết một chân rồi, không câu được đâu, thì sẽ thay cái fan khác cho anh em mình. Còn mấy fan trên này nè, ok yeah nha, đó đọt 3-4.5 ISO fan lớn, nhưng cái foam cần nhỏ nha anh em, cái foam của mấy cái ISO fan nhỏ, nhưng chỉ fan lớn đâu, có chạy xước đây nè, có chạy xước nha anh em. Này thấy không, made in China thì có định vị nha, còn made in Indo thì nó không có định vị đâu, định vị lóng nè. Rồi đọc 3-4.5 nha, ISO fan lớn, hư một khoen em tiếp hai cái fan nó hoàn thiện cho anh em mình. Cân nặng của mình 150g, ngọn của mình 1 ly 9, cái mã số 15, bán em mình giá là 600.000 nha anh em. Tiếp cho anh em mình đây cần ra rắp cút cho anh em, một cây si vàng xịn sò luôn nè, một cây si vàng xịn sò luôn nè, 4m8 mới tình, gấp khúc nút đồ bao đầy đủ hết. Cây này có một cái là nó bị cái ngọn nha nè, nói chung là nó nguyên bản hết, mới tình nè, một cây si vàng luôn, quá đỉnh luôn nè, nhưng mà cái ngọn này nè, nào với cái góc cái ngọn này mới nó đổ thêm một cái khúc gì nè, nó cắm vô nè, chỉ vậy thôi anh em, cắm vô anh em câu bình thường thôi, nó cũng chả gì hết, mình chẳng qua nó không được, anh em nhìn nó không được cái trơn tru thôi, nông được nguyên, nông được nguyên bản như cái mình mong muốn rồi đó anh em, không cắm vô anh em mình câu bình thường nên. Rồi thì cây này 4m8 nha anh em, tầm khoảng 3 h 3 h rưỡi, cây này cứng đều. Nó tiếc ghê luôn, mình tính bán 1.2 triệu rút ra thấy cái ngọn thấy vải chưởng. Mất zin, cân nặng của mình chỉ có 83g thôi, ngọn 1 ly 2. Rồi thì cây này mã số mấy đây, mã số 16 nha, giá này mình 700 thôi nè. Đấy, cái ngọn thôi, nên có ngọn khác cái này mình thay vô, chỉ bán 1.2 triệu, cũng bán 700.000 thôi nè, chịu thôi. Đó, hôm qua anh em mình mua cây rút kia không kịp, cứ thấy mua cây này cây máy đứng về một cặp đó nè, một cây Shimano Chut Out XT nè, thì cây này hai khúc máy đứng nè, y chang thôi, cũng đẹp y chang, nó cũng mới tinh, cây này mới cây rút hôm qua nhiều, cán gỗ bằng nè, mới tinh nè.
cũng tất cả một fan Fuji đầu Vuxit nè, hai cây nó về một cặp anh em, một cây rút, cây này cây hai khúc, thì anh em cũng mua thì mua đầu Vuxit nha, fan Fuji đá xám. Cây này dài 7 feet, là dài 2m1 nha, nó lua được từ 5 đến 21 gram, tải cá từ 6 đến 10 là bao, cây này size ML nha. Họ hàng Made in Korea, y chang luôn nha, đẹp lắm. Rồi, cây này cân nặng của mình là 80 gram nha anh em, siêu nhẹ luôn, 80 gram. Ngọn của mình là 1.9 gần 2 ly, cây này mã số 17. Cũng bán anh em mình 700 luôn. Rồi, tiếp là như em mình cây này, cây hay chi. Hai khúc hai ngọn cây này là cực kỳ mắc tiền nè, mấy cái dòng cần đời này nè, nó mắc tiền lắm. Mà nó cực kỳ trâu bò, nó đã lắm. Ha, anh em nào chơi mấy cái dòng cây mà Edawa Olympic mà nó có mấy cái mắc mắc chút như thế này nè, một cái màu này nè. Nó đã lắm anh em. Tiếc một cái nó đã bắt máy, không biết gì do gì mà nó cắt chỉ bắt máy cũ, cái nó quăng chỉ mới vô nè. Em nhìn nó điểu không? Tiếc trong cây cần nó cũng gắn y chang, phải chi nó hạ bắt máy xuống thấp, nâng bắt máy lên cao, nó cũng y chang vậy thôi. Không biết gì lý do gì. Hai ngọn luôn, tất cả của mình fan Fuji vẫn quang luôn, nguyên zin nguyên bản, rất là đẹp, rất là mới. Đấy, hàng Olympic chuẩn nội địa Nhật luôn nè, một ngọn cứng 20-30, một ngọn cứng 40-60 nha. Rồi, cái cân nặng tổng thể của mình 143 gram, một ngọn ngọn ly 8, ngọn 2 ly, cây mã số 18. Ba này mình 700 mà nha em. Tiếp tục liên mình cây này, cây rút đây qua, đây qua Cross Caro sáng hay già nè, một cây rút đai hoa nha. Đây, mấy cây này khó kiếm lắm, lâu lâu mới được phơm cần này anh em. Đó, cây đai hoa sống hay da nè, bắt máy Fuji tem vàng sọc xanh nè, em nói anh em mình đó, cứ mua mấy cây này về chơi không có tiếc đâu. Cứng 30 3m2 nha, nhưng mà thực tế là nó cứng hơn 30 nhiều nha anh em, nó cứng khoảng 50 á của cần lăng xê đó, để này mình biết 3m2 nha. Có dính bụi dính dơ nè, hàng Made in Taiwan, sản xuất Taiwan xuất Nhật nha, cái này là dơ chùi ra hết anh em. Tất cả của mình cũng đều là fan Fuji chân đen nè, không nứt nha. Không nứt thì cái phen này á, nó bị lai như nè, cái này là em thay vô nè. Cái phen thứ hai này nó thiếu, những cái đầu vuông nó hư, rồi về sẵn tháo thì em thay luôn cái phen xích vô cho anh em mình nè. Đây, em thay cái phen thu xích, đầu bù xích cho anh em mình nè. Như em nói cho anh em mình, cái nào em thay, em sẽ lựa cái tốt nhất hiện nhà có thì lắp vô cho anh em mình ha. Rồi, thôi đây, cũng rất là mới nè, 3m2 50, rút chiên quýnh lần xê, quýnh lua rút cũng được đó anh em, cây này nè. Cân nặng của mình đó là 229 gram, ngọn của mình là 1 ly 9, cây này mã số 19, 700 ngàn anh em ơi. Tiếp bên đây mình cái cần tay 6m3 chiên săn hàng anh em nè, cái cá quấn chỉ anh em thấy không, nhưng mà nó dính dãy cá nhiều cái này lắm nè, cây này chắc nó bắt cá rất là nhiều nữa anh em không, cái cá nhiều lắm nè, nó vẫy dính trên cận nè, ngâu hết. Cây này dài 6m3, tầm khoảng 4h rưỡi 5h anh em, 6m3 nha, cho anh em mình săn hàng dãy cá rất là nhiều là cây này nè. Anh em về đi câu bao mớm luôn, anh em cứ để nguyên cái đem đi câu, có điều nó chạy xước hơi nhiều nha, thôi chạy xước hơi nhiều nha nè, chinh chiến nhiều quá nó chạy xước nhiều. Chuẩn hàng nội địa 6m3, 4h rưỡi 5h nha. Ngọn 1 ly, ngọn Long Phụng. Rồi, cân nặng của mình là 190 gram, mã số 20, cũng bán cho em mình giá 700 nha nè. Tiếp là cho em mình cây ISO nè, cây này hơi bị hiếm nha, lâu lâu mới xuất hiện cây. Thu gọn của mình 78cm thôi, có chế độ zoom luôn. Một cây đai hoa ISO fan nhỏ nha anh em. Bắt máy Fuji, fan Fuji. Dài 3m3 đột 1, có chế độ zoom. Made in Japan luôn. Zoom đây 3m3, chắc zoom 2m3 quá nè. Nha, anh em ở Quảng Ninh mê lắm. Cũng còn khá là đẹp đấy nè, ngọn Long Phụng. Chạy xước sơ sơ, cây này nó thay đầu bu nè, thay đầu bu anh em, về có đầu bu nhỏ mình gắn vô cho đồng bộ lên nha anh em. Rồi, tình trạng cần mình như vậy thôi nha, có chế độ zoom luôn, ISO khoan nhỏ 3m3, cân nặng của mình 74 gram, ngọn 1 ly 1, rồi mã số 21, bán cho mình giá 800. Tiếp cho anh em mình, đây là cái phôi cần ISO nha nè, cây này cái ISO khoan lớn, một cây NFT Hyperlock phôi xanh nè, đọt 3 5m3 nè, hàng Indo luôn nha anh em. Về cho nên mình hạ tay trên cần mình đóng bụi đóng dơ, hư khoen làm biến gắn lắm, tháo ra hết cho anh em mình lắp phen vô, anh em mình quýnh có chạy sờ xước sơ sơ nha anh em. Mấy phone này về anh em đi câu là bao trâu bò và cũng bao đẹp luôn, có chạy xước nha. Cái này về anh em hạ tay chắc cả 6h này, 6-7h gì đấy. Phone ISO hư khoen tháo cho anh em mình về mình hạ tay, về anh em mình tự hạ nha, em không có thời gian làm. Cân nặng của mình 192 gram, ngọn 1 ly 8, cây mã số 22,
bán em mình 800.000. Tiếp anh em mình cây này, cây này là cây sút carbon nha, cây này hãng của hai Hibiki. Cây này đẹp lắm. Cái này là dính dơ nè, chùi ra hết luôn anh em. Mắt này chùi ra hết nè. Cây này đẹp lắm nha anh em, đẹp và rất là mới, bắt máy Fuji. Tất cả mình fan Fuji luôn. Tem vàng xuất Nhật đây, dài 4,5 m nha. Cây này cứng cho cả 27-30 nha anh em. Cứng 27-30, tất cả mình fan Fuji. Không nứt không hư luôn. Phô rất là mới. Nè, nó có những cái vết vằn vỡ này nè, về là mình lau chùi sạch hết luôn nè. Nói chung là mới lắm, mới lắm, mới trên chính là 100 và nó zin là 100% luôn, cứng khoảng 27 và 4,5 m sub carbon. Cân nặng của mình là 472 g. Cái ngọn của mình là 2,7 ly. Cái gốc của mình là 28, cây này mã số 23. Bán cho mình giá là 800.000 nha. Tiếp tục cho anh em mình cây này. Cây này cây cần tay lóng dài nha anh em. Đây, một cái cần tay lóng dài, cây này hãng của OGK nha, cây này hàng của Trung Quốc. Này là chính hãng của Trung Quốc nè, xuất thị trường Nhật, cái đem hàng nội địa Trung nó rất là tốt. Anh em có không đừng kỳ thị nó, cái hàng nội địa Trung nó tốt lắm nha anh em. Cây cần tay lóng dài, made in China đây. Dài 7,2 m nha anh em, cây này cứng đều nó tầm khoảng 4-5 h thôi nha. 7,2 có 4 h hơn tí. Đó khoảng đó. Cái dòng Corugio gì nè. 7,2 m nha. Phôi nè. Carbon sáng phôi bông nha anh em, phôi bông đời mới luôn nè, chứ không phải mấy cây phần thường đâu nè, nó lòng phôi nè. Nó là phôi bông ấy. Cái bông này mới á, đẹp lắm, mới tinh nè, cũng không có sức mẻ, không có gì hết, không có làm gì hết, và nó zin 100% luôn nè, rất là mới luôn. Một cây đen mà đen mung luôn á, đen mung luôn, đen không có gỡ miếng nào luôn nè. Rồi mấy cây này nó còn vip hơn mấy cây Đài Loan anh em mua nó. Cân nặng của mình là 282 g, ngọn của mình 1,5 l nha. Cây này mã số 24, bán này mình 800.000 nha. 800.000 nha. Tiếp là như mình cây này cái lưu rút, cây này cũng full hộp nè, cũng full bao luôn anh em, nút đầy đủ hết, thiếu một cái nắp hộp nha, thiếu một cái nắp hộp này thôi. Thông số mình nè, dài 3,6 m nè anh em, 3,6 m, thu gọn mình 106 cm nè, ngọn 2 ly, gốc 20 nè, lua mò được từ 10-40 g, tải cá từ 10-25 đồng bao, hết in Korea nha, không có giá nó lột mất tiêu rồi, không còn nha. Cần mình đây như vậy, cực kỳ mới luôn, các mút xanh, các mút đời vàng, các má Fuji, full Fuji hết. Rồi, có fan gặp mình là uy tín nè. Fan này khó kiếm lắm nha nè, fan fan nhỏ chiên độ gần lua khó kiếm lắm. Full Fuji hết, không nứt không hư khăn nào. Cần cũng vậy, giống như là lướt vậy nè, lướt sơ sơ qua vậy đó, mới tin nè. Hết. Rồi, cây này mã số 25 nha nè. Bán nguyên chú bác mình là 800.000 rồi nha, kiểu gì không mua. Rồi, ai nhìn tay mua trước thôi. Cái kiểu thiếu có nắp hộp ấy nè, có nắp hộp nó là coi như là đập hộp luôn á. Rồi, tiếp tục nha anh em mình, cây này cây ISO fan lớn nha anh em, cây hàng của Ryobi, cây ISO hệ luôn nè. Nhưng mà bán giá bình dân nè. Tem vàng nội địa nè, bắt máy Fuji dặn đời cao nha, cát trong bắt máy nha. Đây là dơ bụi nè, về lau chùi lại giúp em nha. Cây này đọt 3, dài 5,3 m, dòng Ekushima. Nè, có những vết chạy dơ, chạy lâm tâm, li ti. Nha, cây này cây made in Korea mà cây này cây cần hệ nha anh em, hãng Ryobi. Tất cả của mình đều là fan Fuji hết. Tất cả fan Fuji, không nứt không hư nha anh em, anh thấy là nhìn qua là không có viền nào nứt hết. Đó, tất cả fan Fuji nha. Carbon nói chung thì nó cũng còn rất là đẹp nè, có những cái vết chày thôi, nó cũng không ảnh hưởng tới thôi, mà nó cũng không ảnh hưởng thẩm mỹ mấy. Đó, quan trọng là phôi zin, ngọn zin hết toàn bộ nè, đọt 3 5,3 m, ISO fan lớn nha. Cân nặng của mình chỉ có 224 g thôi, ngọn của mình 1,4 l rồi nha anh em. Còn 1,4 l, gốc của mình là đúng 20 luôn. Cây này mã số 20 luôn. Ủa, mã số 26, bán này mình giá 1 triệu. Mã số 26 giá 1 triệu. Tiếp tục cho anh em mình cây này cây súp nha, cây súp Shimano Arocast full hộp. Full hộp, full phụ kiện, full option. Thông số chi tiết mình đây. Súp Shimano Arocast hàng nội địa nha anh em. 405 FX thì cây này cứng 20 nha, 24,5 m. 4 lóng, thu gọn 113.5 cm, nặng 395 g, ngọn 2 ly, 2 góc 25. Giá của nó 15.200 yên, thì anh em có nhân dao động đâu đó nó khoảng 2 triệu mấy 3 triệu. Rồi cứ phỏng thôi nha anh em, nó còn tính đúng trực đấu thì giá yên thì lúc nó lên nó xuống tiền phí vận chuyển tính không có đâu. Nó còn phỏng nữa cho anh em mình ước lượng được cái giá trị của cần mình nhà bán nó bán bao nhiêu thôi. Cần mình đây. Còn mới tin anh em, nó chạy xước một vài chỗ thôi, bắt mắt Fuji rồi. Cây này có định vị nha anh em.
có đơn vị nha. Đây, có đơn vị. Mới tin nè. Chạy một vài chỗ chả đáng quan ngại đâu. Cái cây này là mấy anh em mình gặp là mua liền cái dễ gì ha. Cái hàng mới mới full hộp như thế này nè. Nhật mấy ổng mê lắm. Còn cái cây này mã số 27 nha. Em cũng bán cho anh em mình giá 1,2 triệu nha anh em. Em bán cho anh em mình chưa được con nửa giá hộp đấy. Còn cần thì full hộp cũng gần như là lướt. Đấy. Sao mua em đừng có bị mấy cái thằng quần nó rẻ nha. Ừ và full hộp rồi giá nó bán 3-4 triệu thôi, em bán anh cũng không có được. Hey, đập hộp gì đó to chiêu trò anh em không biết là nó lùa nó dẫn anh em mình lùa gà nhầm thằng mà miệng lưỡi nữa, nó nói anh em mình nó quay chóng mặt luôn. Anh em nào mà vô gà mờ không biết là nó lừa, nó rẻ mệt nghỉ luôn. Rồi, tiếp lên cho anh em mình cây này. Cây này cây 2 khúc. Sợi keo láp nè, là sợi sản xuất ở giáp chống đạn nè, phiên bản special bản đặc biệt hãng Rambo, full hộp nè. Cũng full hộp, nắp đầy đủ mà không có bao cần nha. Cứng 200 và 2m4 nè. 2m4 nè em. Thu gọn 125 cm. Cứng 150 đến 250 chia đôi là 200 nè. Cân nặng nó không ghi trên này không biết rồi. Chút anh báo sao nha. Biết như vậy thôi. Sợi keo láp, hy vọng cái cần ở trong mình nó sẽ đẹp. Cũng đẹp quá nè, nhưng mà không phải hãng con keo, không phải hãng con Daiwa nha, nó là hãng con Rambo, cũng là hãng của Nhật. Sân sợi này vẫn là sợi keo láp sản xuất có giá chống đạn đó. Phen cũng vẫn là phen phản quang đó, chân phen nó có nước keo cái này nè, cũng còn đẹp quá trời nè, cũng còn 47 nè. Chỗ này là chạy sơ sơ nè, chỗ này chạy nè. Mấy cái này giống như mũi đốt inox thôi nè, không chả ảnh hưởng tới phôi đâu, không có lo. Rồi tình trạng cần mình là như vậy nha, phù hợp sợi keo láp. Cân nặng của mình là 385 g. Cái ngọn của mình 1, 2, 3, 4, ngọn 4,5 nha nè. Cây này mã số 28, bán này mình 1,2 triệu thôi nè. 1,2 triệu thơm ngon bổ rẻ luôn. Keo láp đó 1,2 triệu. Tiếp lên cho em mình cây này. Cây này siêu phẩm nè. Một cây Sino Chin Power nữa nè. Cây này cây cần VIP nữa nè. Full bao zin luôn nha nè. Cần mình vậy zin 100% luôn. Một cây sô khang nhỏ, một cây Shimano đẹp nữa nè. Cây này đúng VIP luôn á. Bắt máy xịn sò luôn. Tiếc cái là đọt số 1 thôi nha. Đọt 1 6m3 thì cây này nó đi sô đánh. Đánh nên hạ tay cũng VIP nữa. File Katimit. Cái sợi này cũng vậy. Nó nguy trang như sợi keo láp vậy. Nhưng mà nó mang cái tên khác thôi. Katimit nó của Shimano thôi. Còn sợi keo láp thì nó của thằng Daiwa thôi. Đó. Và nó zin 100% nha, tất cả một fan full xích. Tất cả có một fan full xích. Có một fan nước dưới này nha anh em nè, nước chút xíu này về mình gắn keo lại thôi. Còn lại ra đây. Cũng có những vết sờn nha nè, cái này là sờn nè. Mà đẹp lắm, định vị fan, định vị lóng hết toàn bộ. Tiếp đó. Em thấy là em biết. Ôi cây này em bán 2,5 triệu cũng được đó nè. Zin như thế này nè, bán trên 2 triệu cũng được, mà đã cái thông số nó đột một rồi. Nên bán đầu năm bán giá lướt nè, anh em thấy không? Ngọn vẫn sống nè. Zin 100% toàn bộ hết. Ngọn ngọn 0.8 nha, đột 1 dài 6m3. Cân nặng của mình là 210 g. Rồi thì cây này mã số. Mã số 29 nha, bán này 1,5 triệu thôi. Cũng đầu năm bán giá tốt, lựa hàng để chạy cho anh em mình chơi không. Ai nhanh tay thì mua trước thì mua được thôi. Còn anh em là chậm tay thì đợi cái khác mình mua sau. Full bao zin chứ zin hết. Tiếp lên anh em mình cây này cũng vậy, lâu lắm rồi mới gặp xuất hiện rồi. Cái Daiwa Hydrolock, cái Daiwa đỏ nè, gặp Von Whitaker nè, cái cán dẹp dẹp nè, hôm qua là cây 3 khúc. Còn cây cần rút nó cũng về một cặp anh em nha. Hôm qua cây kia cứng 50, 3m3, 3 khúc. Cái cây này cái cần rút, anh em là mua cây kia không kịp, anh em mua cây này lâu lắm rồi. Cái này là dính dơ thôi, dơ bụi về lau chùi là cây này còn rất là mới, cứng 53.9 vậy nè. Đó, mấy này là bụi dơ nè, dấu vân tay đâu nè, về lau chùi lên hết. Anh em coi cái lóng bên trong mình thấy nó mới. Fan của mình là fan Fuji phản quang vậy nè, tất cả fan Fuji phản quang nè. Đóng ten nha, về mình chịu khó mình tẩy rửa, mình lau chùi vệ sinh mẹ. Có cái fan địa ba nó bị nứt khoen nha, nứt dòng kim nè. Nơi méo méo fan về mình tự cân chỉnh lại như nè. Còn cái phôi đây, anh em thấy không? Nó đẹp lắm. Nó sống hít gân toàn thân, hàng nội địa, mấy cây này cực kỳ trâu bò à. Có định vị khoen, định vị lóng toàn bộ hết. Đây, zin 100, 50, 3m9.
Rồi em qua là mua cái ba khúc kia luôn thì mua cái này luôn cho đủ bộ. Cân nặng của mình là 458 g, ngọn của mình nó là 2.8 ly gần 3 ly. Cây này mã số 30 nha, cũng bán anh em mình 1.5 triệu thôi. Đó, thì cây này nếu mà thông thường cái phèn nó không hư nha nè, em bán phải 2 triệu đổ lên. Không cho anh em mình biết. Trước giờ ông vẫn bán vậy thôi. Đây đầu năm em bán nó rồi nè. Đầu xui đuôi lọt á. Tiếp cho anh em mình cây này cái sút nha nè. Một cái súp hệ, một cây đai hoa lăng súp, cây này phải trên 5 triệu. T30 phải là 6-7 triệu luôn không chừng, em nhớ không chính xác là 6-7 triệu cây lăng súp đời mới luôn đó nè. 30-425 nha. Cây này hàng đai hoa, hàng made in China, dòng đời mới sản xuất Trung Quốc xuất Nhật nha nè. Nè, bắt mai đời cao nè. Thì cái cây này á thì đáng lẽ là em bán rồi, nhưng mà em gửi cho khách trong quá trình vận chuyển hoặc kiểm hàng sau đó nó bị gãy ngang cái ngọn, nó gãy khoảng gần như cây nè. Rồi nó mất luôn cái phèn dẫn. Khách đâu nhận hàng, em bán nhớ bán hơn 3 triệu rồi, 3 triệu mấy em không nhớ chính xác. Nha, phèn nguyên bản của mình nè. Nó là cái phèn xích ca méo xéo xéo đời mới như thế này đây anh em. Đó, nó bị mất đúng cái phèn chạy thứ hai này nè. Cây không? Đầu bu vẫn đầu bu của nó về, các em kiếm cái phèn xích đèn gắn vô chứ còn cái phèn này em không có. Rồi thì nói chung là nó sẽ bị hụt. Ừ, vị nè. Đó, còn đẹp lắm em mới tin nè. Anh em là không chê nó phèn không đồng bộ, không đòi hỏi nó phải dài đủ nguyên bản thì anh em mua cây này. Em bán cái giá lỗ mà. Giá cắt lỗ giá thuộc quần cho anh em mình chơi cây đai hoa nha. Anh em mình chuyên hút lục sẽ biết cây này, hoặc là anh em mình chưa biết thì có đánh chữ đai hoa, đánh chữ lan súp nè, T30-425 này ra cho anh em mình tham khảo. Rồi cân nặng của mình là 345 g nha anh em. Cái ngọn của mình là hiện tại là ngọn 3 ly, gốc của mình là 22. Cây này mã số 31, bán anh em mình 1.7 triệu nha. Bấm bụng lỗ phần nửa đây nè. Tiếp anh em mình đây là cây cần tay lóng dài có bao cần nha. Cây này hãng của mình Tenryu thì nó cũng như 90 với thằng Yamakasu vậy nè, nó có cái thước đo cho nó góc này hay không nha. Cây này nguyên bản của nó cần tay, nhưng mà thằng Nhật trước nó chơi nó gắn khoen vô nó làm cần ISO. Thì anh em nào thích để gắn ISO làm chợ tay thì chợ máy thì đánh, không có thì tháo nguyên bản làm cần tay. Tâm bằng nội địa hãng của Tenryu đây, super manga 8m1 anh em. Cây này cũng tầm khoảng 5-6 ha, nút đồ đầy đủ nè. Đó, nguyên bản nó là cần tay nha, em thấy không, nó đổ gắn khoen vô nè, gảnh lắm. Thằng Nhật nó gảnh lắm. Em nói cây này là nó 90, cái về cái thương hiệu và cái chất lượng của nó 90 với thằng Gamma anh em, không thua đâu nha. Có chạy xước đây nè, giá cả nó cũng vậy, nó cũng 90 với Gamma thằng Tenryu. Đặc biệt là những cái dòng cần lua của hãng Tenryu nó mắc lắm nè. Mới tin anh em, có những chạy xước nhưng mà phôi mới nha. Nó bóng luôn, phôi không có zin, ngọn zin hết toàn bộ cho anh em mình nè. Về không thích thì mình cắt mấy phen bỏ hết. Làm đầu bu lại trả nguyên bản cho nó cần tay nha, giá rất là rẻ. Cân nặng của mình là 419 g. Cái ngọn hiện tại của mình là 1.8 ly, có nút, có bao đầy đủ hết. Rồi, cây này mã số. Số mất đi coi. Mã số 32, bên mình giá 1.6 triệu nha. Mã số 32, 1.6 triệu. Rồi, tiếp lên cho anh em mình cây này, một cái súp 3 khúc nha. Cây này cũng giá tuột quần cho anh em mình luôn, một cái súp Ryobi nha anh em. Một cây Roski cứng 27-425 3 khúc, thì thường thường 3 khúc thì nó sẽ cứng hơn cần rút 1 size, thì nó cứng tương đương với 30 của cần rút anh em. Cây này đẹp lắm, phèn xích chân đen hết. Cây này giá 5-6 triệu anh em, và thị trường nó bán cũng phải là 3 triệu mấy, 4 triệu, hơn 4 triệu cây này luôn anh em. Nhưng mà em bán giá tốt quá nè, nên là đang có nhu cầu sử dụng tiền thì mua nha, không bao giờ lầm. Bao anh em mình chấp ra vá đường lực, đừng thấy bán rẻ mà nói nó hàng lỗi độ lại nha anh em. Em bao anh em mình luôn. Ngọn là ngọn sáng ít gân toàn thân nè, đẹp lắm, mới tin nè, có chạy xước sơ sơ thôi. 27-425 hàng Ryobi nha. Thì anh em nào muốn tìm hiểu thì đó, anh em có đánh chữ Ryobi là cái dòng hãng của cần nè, Ryobi nè, đánh chữ Rocky này ra, 27-425 tham khảo nha. Rất là nhiều, cây này đã lắm, hàng Korea nha, em sản xuất Korea nha. Cân nặng của mình là 400 g đúng, cũng xê không dịch, ngọn 3 ly. Cây này mã số 33 nha nè, bán em mình 2.6 triệu. Anh em nào hoặc anh em nào ở chạm chim rồi á, đi quýnh lóc bông rồi đó, anh em mua cái này về anh em quýnh bao rẻ bao phim. Cuối cùng một cây cần tay VIP nha nè, cây này em giấu lâu lắm rồi, em về lâu rồi mà em hôm nay mới lên cho anh em mình xem nha. Cây này đợt về á, em có đăng trên cái trang Facebook cá nhân của em á, em đăng lên em khoe, lâu lâu mới có đường cây Gamma Mark 2 mình 5H nha nè, hiếm lắm nha.
đăng lên, em nói 1H thì 1 triệu, 5H thì em bán giá 5 triệu. Ông kia em vô ông trả em 3 triệu 8 em không bán. Anh em nào mà ví dụ muốn mua cây này đúng không? Em sẽ lục lại tin nhắn đó, em chụp gửi cho anh em mình xem. Tất cả những gì em nói là không bao giờ nó dốc. Nha, cây nên trả lại vấn đề, cây này là cây cần tay rút nha em, cây gam Makasu 3m3 nha, và nó thêm cho em 30 xăng nữa, thành 3m6 là chuẩn luôn. Cần khối người cần 3m3 thì nó hơi ngắn nhưng mà sẽ có người cần. Đó. Gamma Mark 2 nha. 5H. Cần rút mới tinh nguyên zin nguyên bản hết toàn bộ của nó anh em. Đây, mới tinh nè. Cái Gamma Su Mark 2. Ui da, ui, ui da, ui da. Nè, anh em rút cái lóng anh em đẩy xuống nó còn kín hơi, nó đội đội lên nữa anh em. 5H nha, hiếm lắm mới có một cây. Nhìn cái đầu chỉ cột thì biết gamma rồi. Zin 100%, 3m3, 5H. Ngọn 1 ly 2, cân nặng của mình 64g. Một cây một duy nhất. Rồi, đầu năm bán giá tốt cho nên mình cây này mã số 3. Bán cho mình giá là 4,2 triệu nha anh em. Đó. Thì anh em nào mình biết giá trị thì mình mua. Còn không biết thì mình cho qua, hạn chế nói tới nói lui, mắc rẻ gì anh em tự quyết nha. Tiền trong túi anh tay, trong túi anh em mình, tự anh em mình quyết. Em không có móc túi anh em, đừng có nói ra vô mất công lắm ha. Còn cái chuyện mà ông kia ông trả 3 triệu 8 không bán thì em sẽ check tin nhắn bên Facebook, em gửi cho anh em xem sao. Rồi, thì em cũng xin kết thúc video đây. Anh em mình trong những video tiếp theo. Xin chào.